Thầy Hanh rất vui mừng khi có rất nhiều em trả lời đúng câu hỏi ở buổi dạy trước của thầy. Đáp án đúng chính là B. Nhưng cũng có rất nhiều em trả lời sai thì tối nay mang ngay chai dầu ăn sang nhà tôi giải quyết. Không thì tôi cho đúc biết chưa. Và hôm nay thầy lại cho các em kiểm tra bài cũ tiếp. Lúc này thầy đang bắn địch ở một vị trí khá là xa. Nếu pha này thầy kéo ngắm thì thầy sẽ kéo như nào để vô đầu? Đáp án anh thầy kéo thẳng. Đáp án B thầy kéo sang phải. Đáp án C thầy kéo xuống dưới. Em nào mà trả lời sai câu này thì tôi cho ở lại lớp. Và hôm nay thầy sẽ phân tích combo để bắn M1014 của thầy. Thầy vừa mới chạy vào thì đã có một tên nhìn lén thầy rồi. Có lẽ tên này không muốn dùng dấu ăn giảng hòa với thầy. Pha này thầy đã đánh lừa để tên địch ló đầu ra, đồng thời trong lúc đó thầy đã đặt tâm cao rồi. Các em lấy giấy bút ghi vào cho thầy. Pha này tên địch đang đứng thẳng và tâm của thầy đã được đặt cao hơn đầu của hắn rồi. Nếu pha này các em kéo thẳng thì 90% là bắn hụt, còn 10% là bắn trượt. Còn nếu các em kéo theo hình thầy vẽ thì... Và đây là combo kỹ năng nhân vật để bắn M1014.